Thông thường, chỉ số đường huyết của một người khỏe mạnh là từ 70 đến 100 mg trên 1 dl. Nhưng một cụ bà ngụ tỉnh Vĩnh Long lại có chỉ số là 830 mg trên 1 dl, cao gấp 8 lần người bình thường. Trường hợp này vừa nhập viện bệnh viện Hoàng Hạ, Hoàng Mỹ, Cửu Long. Cụ bà đã 77 tuổi, nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt, ho, nôn ói, ăn kém, mệt mỏi, lừ đừ, chậm chậm, da khô, tĩnh mạch cổ xẹp, huyết áp thấp 90 trên 60mm thủy ngân. Tự mua thuốc uống 3 ngày nhưng bệnh không thuyên giảm. Thông tin từ gia đình người bệnh cho biết, thời gian gần đây, bà cụ hay mệt mỏi, khát nước nhiều, khô cổ họng và sụt cân. Cụ bà có tiểu sử tăng huyết áp, thoái quá cột sống nhưng không đi khám mà tự ý mua thuốc lâu nay. Với các chỉ số xét nghiệm, cụ bà được chẩn đoán xác định tăng đường huyết cấp, tăng áp lực thẩm thấu, đái tháo đường tiếp 2, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, hội chứng Cushing, tổn thương thận cấp, rối loạn điện giải, loãng xương, viêm dạ dày. Sau 2 ngày điều trị tích cực, hiện bệnh nhân đã tỉnh táo. Bác sĩ khuyến cáo với người lớn tuổi trên 65 tuổi có bệnh mãn tính thì không được tự ý mua thuốc uống mà nên đi khám ở bệnh viện để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, đồng thời tầm soát các bệnh liên quan.